con đôi cái dụ đi mẹ. Con mới đi cưỡi ngựa xong rồi, bây giờ mình hết tiền đâu còn tiền đâu. Oh no. Không sao đâu cô, còn tiền để con dẫn em đi chơi cá lượn. Mình đi thôi em. Con đúng là một đứa trẻ tốt bụng. Nhà con ở đâu để cô gửi tiền lại cho con nghe. Nhà con ở bên kia kìa cô, mà không cần đâu cô. Cô cũng hay ra chỗ sở ngựa này lắm. Vậy lần sau cô sẽ gặp con, cô sẽ bù lại cho con nghe. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, vậy chào cô con về. Mẹ ơi, đằng kia có cây dừa năm đọt lạ lắm mẹ ơi. Đâu, con dẫn mẹ đi coi thử coi. Bên đây nè mẹ ơi. Cây dừa năm đọt thiệt các bạn ơi. Cây dừa này có dáng rất là lạ nghe các bạn. Các bạn nhìn nè, nó có 5 cái đọt nhưng mà có 3-4 cái đọt là nó nhỏ thôi nghe. Có một cái đọt thì nó rất là to, nhưng không hiểu sao ở dưới này nó lại rất là nhỏ luôn nè các bạn, giống như một cái eo vậy đó. Cây dừa này nó còn có trái nữa nghe các bạn, nó đang ra bông nữa nè. Bữa trước mình đã quay cho các bạn xem cây dừa 3 đọt rồi, hôm nay mình bất ngờ hơn vì có cây dừa 5 đọt nữa. Các bạn ơi, các bạn đã thấy ở đâu cây dừa nhiều hơn 5 đọt như cây dừa này chưa các bạn? Các bạn có thể bình luận ở dưới cho mình và mọi người cùng biết với nghe. Các bạn ơi, các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn có thể bấm like, đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.